Mình mua máy quét trước đi. 30 seconds until minions spawn. I'd never skip breakfast. I'm not as squishy as I look. Minions have spawned. Okay. I may bend, but I don't break. Nó không phụ luôn. À, để tôi phụ ông. Where the fuck I am? Just another day on the job. Plenty of me for that. Quánh tôi kìa. Nó quánh tôi sắp chết rồi kìa. Để tôi lên tăng grip cho. Ôi, tê le kìa. Hai cái dịch chuyển luôn mà không thằng nào để ý. Hai cái dịch chuyển luôn mà không thằng nào để ý luôn. Ấy, mua nhầm. Hết máu tao còn nội tai nó nhảy trúng là mày giết nó thôi. Mày hia xem xới với tao, tao đâu có chết. Để tao nhảy trúng nó, tao chụp đầu nó cho. Thằng này nó không biết đánh hộ báo với mình ý. Hai thằng cùng hộ báo là win rồi. Ai biểu mày không chịu phụ rừng. Nó phụ rừng đi à, tôi với nó cùng ra ăn lính. Cùng ra ăn lính là hai thằng ngon rồi. Hai thằng lên level 2 sớm rồi. Mình sẽ ba mana nhiều vô. Lấy cái nội tại chứ. Giờ đánh thắng luôn rồi. Mày ngon không? Thank you.
Ôi tí chết. Ôi đi về đi về. Riêu làm gì mà lâu ra ngoài vậy? Giữ lính cho nãy giờ. Ôi nó gấu một cái kìa. Xa mấy con lính ra. Cấu cái nữa chết luôn nè. Quy cái nữa chết luôn nè. Ngu nó quy cho cái nữa chết luôn vậy. Mẹ đi rồi. Mấy con lính ra mà biết né lính không? Vãi liền của Lee Sin nó núp kìa. Vãi chưa? Không, bởi mình không có muốn đánh con này. Đánh con này yếu, support yếu lắm. Con này hồi máu. Đánh con này support yếu xìu. Không, gì gánh tim. Gì gánh tim. Đấy con này phải đi với con AD nào mà nó dồn đam to ấy. Đam to dồn được ấy. Chơi mới được. Riêu nó ngu quá. Chết ngu ba lần, đéo ai làm gì tự nhiên chết. Tự nhiên chết ngu ba lần xong đổ từ support. Thử nó chết. Sao nó kêu support. Nếu hiểu nó kêu support cái gì luôn. À, nói giờ. Nó không muốn đánh rác support. Không muốn đi support. Tại vì đi support mà gặp mấy thằng AD ngu đánh nó chết. Ba lần nó chết ngu đâu liên quan gì đến tôi đúng không? Ba lần chết ngu liên quan mẹ với mình. Liên quan vãi ra. Put some spring in this gun. Thank you.
Mày bố láo. Mày xô ra đây. Lồn gia xua, bố mẹ ở đây bố mày ganh cho mày chứ. Ở đây để cho nó ông trụ đi chứ, có làm được gì nữa. Yasuo ngu ghê. Looks like time's on my side. Yasuo chứ gì đó ulti, để tao lôi đầu nó ra ngoài đâu ulti. Tự nhiên ulti chi không biết nữa. Khó hiểu thật. Khó tay. Tao lôi đầu ra ngoài rồi ulti là giết rồi. Thì ổng cứ chơi. Tôi nói rồi mà, hôm qua tôi đã nói rồi. Những cái con nào mà bắt tôi đi, mày đi support nó phế lắm. Ông cứ bắt tôi chơi. Ông đốt liên tục luôn. Ít nhất con này tí nó còn tăng, nó còn đỡ phế. Bắt vậy mà nó cũng không giết được luôn. Chà, mấy cái con nó phụ thuộc team quá. Mà team ngu là thua à. Đó, mày gặp mấy AD vậy sao chơi không đánh phụ thuộc AD quá. Mà AD ngu sao đánh. Không gì không để tôi tăng nhỉ. Gì để tôi tăng là đâu có chết đâu. Giờ đi hỗ trợ đồng đội thôi, đỡ phế rồi. Đi ram, đi gank luôn.
Genji cũng hơi hổ báo quá, thái quá đó. Ê thằng kia. Ờ dưới nó đi. Trời ơi vậy không giết được luôn. Chà đen dữ vậy. Thằng quỷ nó có tóc biến nó chạy kìa. Đó nuôi. Nuôi thằng này giờ đỡ thọt tại nha. Mày còn phế nên tao bó tay đó. Giờ lên gì trời. Dấp lửa. Đây có đam. Thằng Z hồi nãy mà dí theo thằng Lee Sin là chết thằng Lee Sin rồi. Tự nhiên dí theo thằng Sập chi. Khả năng đâu dí nó. Không có công ty sao có đủ khả năng mà dí nó đúng không. Dí theo Lee Sin là tôi đâu có chết. Còn dí được Lee Sin nữa. Không hiểu luôn. Nào ra cho ta ăn, ta đủ tiền mua mắt cả mà. Cái này up lên mắt coi. Đủ má con xe nó cũng ăn ốc chó mà vừa thôi. Ủa? Bao nhiêu? Ủa 500 vàng đó được rồi nè, mua mắt cắm. Đó, có mắt cắm. Đánh chết mẹ nó đi. Đó, tao là sụp mà. Đánh chết mẹ nó đi. Đổi mạng cho mày luôn. Thấy chưa, ngon lành cành đào không? Cảm ơn bạn Me Zero nha. Đó, AD mình vừa khỏe AD đó rồi, farm AD nó 40 con rồi, 4 mạng rồi, có thua gì AD đó đâu. Nuôi cho xanh mà ngu nữa đi. À, giờ bắt đầu mình mạnh lên rồi đó. Mày, mày khang phép cho con biết con thân nó bắn chết bà tao à. Mày đâu có điên. Khang phép thì từ từ. Mày biết tao đang đi với con MF nó siêu mạnh không? Tao phải lên giáp chứ. Có gì nữa? Đấy, support giờ mạnh mẽ vãi lót. Chơi nữa không? Thằng nào chơi đấy, từ từ. Đầu game AD ngu quá mà. Phải phế thôi. Cái gì cũng phải từ từ.
lights bounce. Cứu tôi hết, ai cứu tôi bây giờ? Rồi tự nhiên quét sạch luôn, tham đánh hay quét sạch luôn, tham đánh hả mày? Thằng Di không hiểu nó suy nghĩ cái gì vậy? Thằng Di không hiểu để nó suy nghĩ cái gì mà nó dí ông support nó chém, không hiểu luôn. Suy nghĩ cái gì mà dí support chém vậy? Tường gió không biết chặn luôn. Chặn cho nó mất cái cục bom luôn đi. Yasuo đi với tao nè. Tao hấp tung cho mà đánh. Chung với tao là ngon ngay. Đó. Bây giờ win rồi. Gì? Né ra mẹ thằng gì? Thông minh vờ lờ. Không đi chung với tao là ngon liền. Yasuo là phải đi chung với anh. Chúng ta tốt cho tha hồ combo. Yeah. Ba đứa năm liền. Tao mày tối luôn. Mày tối luôn. Lại đây, Yasuo đây này. Đó. Đấy, chạy đi. Trời, tao lừa đó. Ôi dễ dụ vãi đái luôn. Mày bị điên hả? Dễ dụ quá. Tôi giả vờ đấy. Wow.
Xong chưa? Đó, trước khi chết ta cũng làm được cái điều gì đúng đắn. Này, chặn tường đi. Chết giờ. Ơ, nó không đánh thương kìa. Mày rồi, xong thằng này luôn rồi. Xong thằng này luôn rồi. Chạy, chạy, chạy. Đó, giờ lên cái Solari. Lên cho team liền. Bắn cái này đi, đâu cần khiên nữa. Nó chém con đoàn xong lấy cái giáp máu. Trời, siêu trâu bò luôn. Rồi má thằng gì nó lên cái dây chuyền chữ thập luôn, nó lầy vậy. What the fuck? Fighting is in my blood. I mean, my killing spree. Lên AB nữa thiệt à. Lầy dữ vậy. Có hồi sinh ta không đánh nữa. Đánh chết được tao, tao là hơi một vấn đề đấy. Có biết xe tele không? Ôi, rồi chết tao rồi. Yasuo ngu ghê, tự nhiên lướt vô chí nó đang đi thẳng vô mặt mày, mày cần gì lướt, mày sọt, mày sọt. Để nó chạy đi rồi mày lướt vô mày giết. Đó, có Solari rồi nè, búp cho team được rồi nè. Lên giáp máu rồi, lấy cái này nữa là mắc hồi chiêu luôn, quẩy luôn. Ủa cái gì vậy, bấm nhầm R rồi. Bấm E mà bấm nhầm R rồi. Gì không lên tí giáp mà S nó bắn mấy cái chết. Cứu bò, đồng đội bị dí, với người ta đồng đội bị dí. Chết mẹ. Mày dí đi, có người ta không? Tội. Mom always said I was... kịp luôn. Tao cho bò lắm. Cái từ gió của mày đâu? Rồi mày tuổi luôn. Mày tuổi gì luôn? Đã chết hộ tao luôn.
À, tối luôn. Trời ơi, support đến team rồi đó. Ok chưa? Thấy gai hồng. Thấy support gai hồng. Không cần hạ đây luôn. Where the fuck I am? Fighting is in my blood. Nó đi. Đúng rồi. Bắn quy lại. Đúng rồi. Để gì giết. Bắn đo luôn rồi. Trời ơi, support kìa. Trâu vãi, support mắc đo lại. Phế và là phế hay không quan trọng cho thằng AD kìa. Đầu game mình giọng cho thằng support AD nó gần chết hết rồi, thằng AD mà nó tù á. Nên đầu game mình phế chứ. Chứ sao phế được? Đầu game do ông AD ông tù quá.